Giờ chúng ta nghiền ngẫm cái bài kinh này, bởi vì nó là cái huệ mạng của chúng ta. Cái này tôi đề nghị thôi, để Phật tử làm cũng làm thì thôi, nhưng mà con đường chúng ta phải đi. Tôi chỉ là đề nghị thôi, tôi chỉ là người hướng dẫn thôi, thì tôi cũng phải thuộc nó lắm. Lần rồi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghiền ngẫm. Và tôi xin thưa một lần nữa, là những bài giảng của tôi là những bài giảng đề nghị mà thôi, bởi vì tôi cũng chưa đắc quả. Nhưng mà chư Phật tử muốn nghe bài giảng này thấu đáo, thì mỗi người phải làm việc đấy, chứ không phải giao cho tôi hết. Nghĩa là đừng có tin ở tôi, mà phải suy gẫm lấy, coi tôi như một người hướng dẫn thôi. Những cái bài giảng tôi là những cái khích lệ, những cái đề nghị, những cái trao đổi để làm cái mấu chốt. Chư Phật tử lấy cái đó làm cái chìa khóa để mình tự đi lấy theo cái sự hướng dẫn của tôi. Đó, thì tôi cũng đang đi trên con đường đó. Thành ra chúng ta phải thuộc lòng bài kinh này, để rồi những cái bài giảng của tôi chư Phật tử phải nghiền ngẫm thì mới có thể thầm hội được. Ở đây không phải là hiểu được, mà phải là thầm hội. Hội là hiểu đấy, thầm là âm thầm kín đáo, tức là do một sự nghiền ngẫm rồi tự nhiên mình trực nhận được trong cái trạng thái lặng lẽ và tỉnh thức của mình. Chứ không phải cái bài giảng này là bài giảng chơi, nó không có nằm trong vấn đề như tiểu thuyết vậy. Và tôi cũng nói thật là tôi rất kính mến chư Phật tử. Bây giờ ngoài đời là không có thời giờ rảnh. Như tôi thì thời giờ rảnh rất nhiều. Bởi vì tôi không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Thì tôi rảnh rang để mà tôi tham thiền nhập định. Còn chư Phật tử thì công việc làm ăn bề bộn, đầu tắt mặt tối. Chạy ăn từng bữa là toát mồ hôi. Thế mà cũng ráng nghe Pháp. Thì chư Phật tử giàu sao cũng phải sắp xếp cái thời khóa biểu, để đêm tối mình có ít nhất cũng trên một tiếng đồng hồ. Trên một tiếng đồng hồ, chứ dưới là bài kinh sáu sáu này không có đi vô được. Chúng ta và mỗi người phải cố gắng làm sao đắc được nhị thiền. Là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm rồi khỏi niệm Phật luôn. Thì chúng ta mới có thể nghiền ngẫm cái bài kinh sáu sáu này nổi. Vì đòi hỏi một sự thanh tịnh, tức là cái thức phải thật trong sáng. Thì chúng ta mới có thể suy gẫm và mới có thể thấy được Phật tánh. Phật tánh đó là mặt trăng thứ 3 thôi nha. Thì có thể chiếu phá, sáng soi, có thể hồi quang. Chúng ta dùng chữ hồi quang thì đúng hơn. Tức là chiếu soi rồi tự chiếu soi trở lại. Chứ không phải như cái tư tưởng là chiếu soi rồi nó sao động luôn là không được. Thì phải qua cái quả, cái nhị thiền, tức là niệm khỏi cần niệm Phật luôn. Thì cái này mới có mong trực nhận được mặt trăng thứ 3. Chứ cái nhị thiền này đó cũng là cái sao động thôi. Nhưng mà cái sao động tương đối di tế. Thành ra có sự hướng dẫn của người khác, của bậc thiện trí thức. Thì từ đây mình có thể nhận được cái đứng lặng của mặt trăng thứ 3. Chứ nó không phải là mặt trăng thứ 3 nha. Mà nó đủ điều kiện để chúng ta nhận lại mặt trăng thứ 3. Nếu có người hướng dẫn. Nếu có người hướng dẫn, có bậc thiện trí thức hướng dẫn, mình có thể nhận mặt trăng thứ 3. Và từ mặt trăng thứ 3 này mình mới có thể chiếu phá được cái sắc quẩn, tức là vật lý và sinh lý. Mà tôi xin thưa nha, vật lý sinh lý nó có 3 giai đoạn. Vật lý sinh lý của sắc trần, của sắc quẩn là khác. Khác mà không khác. Còn vật lý sinh lý của thọ quẩn, vật lý sinh lý của tưởng quẩn, hay nói cách khác là con mắt và sắc trần. Tôi lấy ví dụ con mắt thôi, lỗ tai cho Phật tử phải suy nghĩ lấy. Con mắt và sắc trần có cái nhìn, tức là chưa có cái biết. Thì ở đây thuộc về vật lý và sinh lý. Vì chưa có cái biết thì vật lý và sinh lý này nó thô tháo. Rồi khi nó giọng hóa nhẹ hơn, di tế hơn, thì qua vật lý, sinh lý và cảm giác bắt đầu có cái biết mà chưa phân biệt. Cái biết đó coi là thọ quẩn hay là thọ cảm. Hay nói cách khác là dây thần kinh thị giác và cái sắc trần nằm ở trên tròng đen. Nằm ở trên tròng đen tên là giống mô và cái cảm giác. Thì cái vật lý sinh lý nãy thứ nhất nó là cái tròng đen đối với cái đồng hồ bên ngoài.
thì cái vật sinh lý, vật lý đó là thô tháo, thì chưa có cái biết. Rồi khi cái đồng hồ nằm trên tròng đen, dây thần kinh thị giác tiếp xúc với cái đồng hồ trên tròng đen, thì cái dây thần kinh thị giác và cái đồng hồ nằm trên tròng đen, cái này cũng là vật lý sinh lý, nhưng mà nó vi tế hơn cái đồng hồ và cái tròng đen hồi nãy. Cái tròng đen hồi nãy là căn, cái đồng hồ bên ngoài đó là trần. Còn bây giờ cái đồng hồ nằm ở trên cái tròng đen và dây thần kinh thị giác, thì đồng hồ nằm trên tròng đen cũng là trần. Nhưng mà cái trần này với cái đồng hồ bên ngoài thì nói là khác không được, mà nói một thứ cũng không xong. Đây là cái bóng dáng của cái đồng hồ bên ngoài, nó cũng là vật lý đấy, nhưng mà nó vi tế hơn. Còn dây thần kinh thị giác thì với cái tròng đen cũng là sinh lý, mà dây thần kinh thị giác cũng là sinh lý, nhưng mà khác. Cái tròng đen kêu là phù trần căn, còn dây thần kinh thị giác kêu là tịnh sắc căn. Chúng ta phải coi chừng cái đó, coi chừng cái đó. Rồi tới khi mà dây tròng, cái cảm giác này đưa lên trên óc, thì cái óc là tịnh sắc căn mà di tế hơn cái dây thần kinh nữa. Thì cái tư tưởng mới mượn cái óc này để mà đắm nhiễm với cái đồng hồ mà do cảm giác báo lên óc. Do cảm giác báo lên óc. Đó, thì bây giờ cái đồng hồ được phân biệt là do nhiều duyên hợp lại, cái óc cũng do nhiều duyên hợp lại, thì dây thần kinh của óc cũng là tịnh sắc căn, nó cũng là sinh lý, nhưng mà so với dây thần kinh thị giác thì nó phải di tế hơn. Thành ra một vị nhập lưu phải trực nhận được cái vật lý sinh lý của phù trần căn, tức là của cái đồng hồ bên ngoài, của tròng đen, rồi của dây thần kinh thị giác, rồi của cái đồng hồ nằm trên võng mô, rồi cái đồng hồ biến thành cảm giác, rồi lại cái tịnh sắc căn là dây thần kinh của óc trung khu thần kinh. Tất cả cái này vẫn là vật lý và sinh lý, nhưng mà có sự khác nhau về cái thô tháo và cái vi tế. Thì chúng ta nên nhớ nhập lưu chỉ làm được vậy thôi. Còn cái cảm giác là nhập lưu không nhận được, không nhận được. Thì phải qua nhất giảng lai, tức là quả thánh thứ hai. Thì quả thánh thứ hai mới đi tới cái mặt trăng thứ hai, là cái hư vô vi tế, và cái đối tượng của nó là hư minh le lói chiếu soi. Thì bây giờ những cái vật lý sinh lý, tức là con mắt và cái đồng hồ bên ngoài, qua cái nhìn của quả thánh thứ hai thì thấy nó là le lói, nó là le lói xuyên qua cái vật lý sinh lý hồi nãy. Hồi nãy thì nó là cố định, nếu đứng bên phần sao động á, còn đứng bên phần ấy thì nó chỉ có cái hình thôi, chưa có tướng. Bây giờ tất cả những cái đó lại trở thành chập chờn le lói. Rồi tới cái cảm giác cũng chập chờn le lói, và căng trần cảm giác cũng chập chờn le lói. Căng trần của cái thức, tức là chưa có cái biết, cũng chập chờn le lói. Còn cái tư tưởng thì thánh thứ nhất và thứ nhì và thứ ba chưa có thấy được đâu. Phải qua cái mặt trăng thứ nhất thì chúng ta mới thấy rằng cái chân như tịnh, tức là mặt trăng thiệt, nó mới chiếu soi được tất cả. Tức là vật lý sinh lý của cái đồng hồ bên ngoài và cái tròng đen, rồi tới cảm giác, dây thần kinh thị giác và cái đồng hồ trên tròng đen, rồi chiếu soi luôn cả cái tư tưởng, cái óc là cái căn, rồi cái mặt na luôn, rồi tới cái tịnh sắc căn của óc. Đó là cái phần cuối cùng của quả la hán, và cho chiếu soi được cái chuyển biến của tư tưởng chỉ là một làn hào quang sáng soi và hơi mờ,
Và tất cả những cái vật lý sinh lý cũng vẫn là một cái hào quang sáng soi hơn mờ, phát hiện từ cái chân như tịnh, tức là cái chuyển biến đứng lặng, chuyển cái đứng lặng bất biến, bất động. Thì đến đây mới là xong cái cuộc luân hồi sanh tử vô lượng kiếp của chúng ta. Đây là việc làm mới làm xong. Từ nay không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Nhưng mà ác nghiệt thai là cái đứng lặng chuyển biến đó thì nó vô lượng vô biên. Cái này khó giải thích. Thì chúng ta thấy là thường thường chúng ta giải thích thì nó lọt qua thế tư tưởng. Tôi dùng từ xuống cấp, đây là trong danh từ không, trong danh từ Phật giáo không có dùng. Nhưng mà tôi cũng dựa vào, chứ không phải tự ý tôi đặt ra cái xuống cấp này. Thì cái này trong duy thức học có, mà chúng ta thấy trong bốn duyên của sanh diệt có một cái duyên độc đáo nhất mà chúng ta từ xưa giờ chúng ta giải thích không chạy. Nhưng mà sau này tôi nghiền ngẫm tôi thích cười, tôi nói thì nó cũng chạy thôi, do mình suy nghĩ lâu. Đó là bốn cái nhân duyên. Một là nhân duyên, hai là tăng thượng duyên, ba là sở duyên duyên, và bốn là cái độc đáo nhất mà từ xưa giờ các nhà học giả giải thích không nổi, mà chính tôi cũng không hiểu lắm. Hôm nay thì nó rõ ràng. Đó là đẳng vô gián duyên. Chữ đẳng đây là gì? Đẳng đây là cấp bậc. Thập đẳng, nhị đẳng, sơ đẳng, tức là một cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Chữ đẳng chúng ta thường dịch là cái bậc hay là cái cấp. Một bậc, hai bậc, nó cái nấc thang mà có mực bậc bậc đó thì nấc thang nó kêu là cái đẳng, ngũ đẳng tức là năm bậc. Thành ra tôi dùng là chữ cấp. Nó xuống cấp là xuống bậc. Tức là tôi cũng dựa vào cái đẳng vô gián duyên. Vậy đẳng vô gián duyên ở đây có nghĩa là trong ba khổ nó là hành khổ, nó là chuyển biến từng sát na, nó là cái nền tảng để cho sở duyên duyên, tăng thượng duyên và nhân duyên phát hiện. Ba cái kia đều là chu kỳ hết, chỉ có cái đẳng vô gián duyên là cái nền tảng mà ba cái kia mới nương vào đó phát hiện. Sở duyên duyên tức là nhận thức và đối tượng nhận thức phải tương ưng với nhau. Sở duyên là đối tượng, duyên là nhận thức. Thành ra kêu là sở duyên duyên. Mà sở duyên duyên muốn có ra là phải nhờ có đẳng vô gián duyên. Còn tăng thượng duyên thuận, tăng thượng duyên nghịch là giúp cho cái nhân duyên nó phát triển. Mà nhân duyên sở dĩ có là cũng nhờ có sở duyên duyên. Mà sở duyên duyên sở dĩ có là nhờ đẳng vô gián duyên. Vậy đẳng vô gián duyên là cái nền tảng sát na. Mà tôi thường ví dụ nó là sống. Thì tất cả sống, con chó, con trâu, con bò, con heo mà chúng ta chụp mũ đều nương vào cái sống này. Mà sống này tức là hành khổ, tức là pháp chấp vậy, tức là nhận thức. Nhận thức mà chẳng cần đối tượng. Ở đây chưa có ngã, tức là đẳng vô gián duyên là ở đây chỉ có thời gian tuyệt đối mà chưa có không gian. Có cái nhận thức tuyệt đối mà không cần phải đối tượng nhận thức. Không cần đây nghĩa là có vô lượng cái đối tượng nhận thức. Chúng ta phải hiểu chữ không như vậy nha. Chứ đứng với không là cái ngoan không thì Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Không cần đối tượng nhận thức nghĩa là có cũng được mà không cũng được. Có vô lượng nhận thức đối tượng cũng được mà không có đối tượng nào hết, nó cũng vẫn tồn tại. Nó là một cái nhận thức tuyệt đối. Mà tôi thường nói thành ra ba cái mặt trăng này thì nó nằm về đẳng vô gián duyên. Là vô gián là không gián đoạn. Nó vẫn liên tục mãi mãi. Đẳng là cấp bậc. Cái cấp bậc liên tục mãi mãi. Mà cấp bậc này theo tôi thì nó có ba cấp. Là mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ nhì và mặt trăng thứ ba. Ba cái này đều là đẳng vô gián duyên. Mà đã là đẳng vô gián duyên chưa có không gian thì nó phải vô lượng vô biên. Như vậy mặt trăng thứ nhất, thứ nhì và thứ ba đều vô lượng vô biên. Tức là nó không phải là khi mặt trăng thứ nhất xuống cấp thành mặt trăng thứ hai, lần thứ ba thì mặt trăng thứ nhất phải mất đi.
Thì xuống mặt trăng thứ ba rồi mặt trăng thứ hai phải mất đi. Thì có người quan niệm như vậy. Như vậy là quan niệm theo thế giới của không gian và thời gian tương ưng, tức là thế giới của quế độ. Còn ở đây là thế giới của tịnh độ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra cái thế giới này khó mà giải thích. Giải thích thì chúng ta phải đi ra ngoài cái giải thích. Thành ra tôi thường dùng cái chữ thầm hội, được ý thì quên lời. Thì mai ra chúng ta mới qua cái thế giới của sắc na, chúng ta mới hiểu được. Thành ra trong kinh ít khi nào chịu giải thích cái vấn đề thế giới sắc na, hay đúng ra cái Phật giáo nguyên thủy chỉ nói một chút vậy thôi, không bao giờ dám đi sâu vào đó. Đi sâu vào đó thì giết chết chúng ta. Thầy đòi hỏi chúng ta hãy tự mình chiêm nghiệm lấy. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ khoa học tiến hóa thì chúng ta có nhiều cái thí dụ để làm sáng tỏ hơn. Cái thời buổi này là thời buổi lý giải. Bởi vì cái đức niềm tin mà vững chắc nơi Đức Thế Tôn đã mất rồi. Còn những cái phàm phu như tôi thì chư Phật tử không có niềm tin vững chắc. Bởi vì tôi chưa có chứng đắc. Cái nói của tôi chỉ là cái bánh vẽ thôi, cái nghiền ngẫm thôi, chứ không phải là một sự thực chứng. Còn Đức Thế Tôn Ngài nói cái gì là Ngài đã thực chứng, Ngài mới nói. Ngài nói bằng sự thực chứng, và thực chứng nói ra bằng lời nói. Còn tôi do sự nghiền ngẫm qua kinh sách của Đức Phật, qua cái suy tư, qua cặp mắt kính màu của tôi mà tôi diễn tả lại. Thành ra cái niềm tin của chư Phật tử không có tuyệt đối. Do đó phải đòi hỏi cái sự suy tư, cái sự lý giải cho nó tương đối rõ ràng, chúng ta mới có cái niềm tin, mới có cái niềm tin. Thành ra khi Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư chúng ta vắng bóng, thì cái gậy của chúng ta đã gãy rồi. Bây giờ chúng ta chấp cái gậy khác thì chúng ta thấy không có niềm tin lắm. Cái gậy đó mà chấp lại không biết lúc nào nó gãy ngang thì nguy hiểm. Thành ra chư Phật tử phải nương vào chính cá nhân mình, qua cái sự suy tư, nhờ những cái thí dụ. Còn hồi xưa Đức Phật ít, rất ít thí dụ. Rất ít thí dụ. Rất ít thí dụ thì người ta nương vào cái niềm tin, người ta cứ nhắm mắt, người ta đi vào đó, người ta đi tu thôi. Rồi sau khi mà dở lẽ rồi, thì người ta ngộ được Phật tánh. Mà theo bên Thiền Tông nó không chia mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, vậy đi thẳng luôn mặt trăng thiệt thôi. À, ở đây có người cũng có cái quan niệm như vậy. Quan niệm là chúng ta cứ đi thẳng vào mặt trăng thứ ba thôi. À, từ cái dung thông chúng ta trở vào mặt trăng thiệt, trừ cái hư minh lê lói chứ soi thẳng vào mặt trăng thiệt, giảng thì chưa mới lòng thòng. À, cho nấy, nhưng mà cái người giảng này là giảng của Đức Phật, chứ không phải là của tôi. Nhưng mà tôi thấy cái thời buổi này chúng ta phải đi như vậy. Chúng ta không thể mà từ cái dung thông nhập lưu chúng ta nhảy lên A-la-hán liền, khỏi qua nhất dẫn lai bất lai gì hết. Thì cái nhìn đó là cái nhìn của Thiền Tông đấy, của con kêu đây là đứa con quan đấy. Đó là lấy cái tâm tắc. Thì bên Thiền Tông ổng nói là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai gì hết trơn á. Một nhảy ở trường thì liền vào đất Như Lai. Nhau sát na mà diệt khước A tiền nghiệp, nhược tương dụng ngữ, giọng ngữ cuồng chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Thì chúng ta thấy bài chứng đạo ca rất là tối thượng. Nhưng mà chứng đạo ca là chứng đạo ca. Còn chúng ta là chúng ta. À, chúng ta không thể như quyền giác được. À, quyền giác là nhiều kiếp người ta nhảy một cái là người ta đi tới Như Lai. Chứ không thèm A-la-hán nữa. Còn chúng ta nhảy một cái chúng ta lọt xuống hố. À, chúng ta phải đi nhập lưu thôi. Mà nhập lưu không được thì chúng ta nhập hữu. Thì chúng ta cố gắng vậy. À, thì theo tôi là tôi phải đi nhập lưu thôi. Tức là đi mặt trăng thứ ba, chúng ta chiếu phá vào sắc quẩn. À, rồi từ đó, nhưng mà không phải nói vậy là chúng ta cứ nhập lưu hoài. Không? Có lúc nào chúng ta thanh tịnh, chúng ta lên tới cái tam thiền, tứ thiền. Thì chúng hãy tam thiền là chúng ta có thể qua quả thánh thứ nhì, thứ ba đấy. Mà con người chúng ta thì bất thường lắm. Bởi cuộc sống chúng ta giữ giới bây giờ không có được như hồi xưa nữa. Cái cuộc sống bây giờ nó hấp tấp, nó đủ phương tiện hết, là chúng ta không mà thể mà phòng hộ sáu căn mà một cách chặt chẽ như thời xưa nữa. Thành ra có lúc là chúng ta có thể đi qua tam thiền, tứ thiền. Mà tam thiền thì chúng ta thấy có thể chúng ta nhận thấy cảm giác, chúng ta có thể qua thọ quẩn. Còn tứ thiền chúng ta có thể qua tưởng quẩn. Thành ra chúng ta cứ nhảy tới nhảy lui. À, còn hồi xưa người ta đi rất vững là vì người ta giữ giới rất kỹ. Còn bây giờ muốn giữ giới kỹ cũng không giữ được. Cái thời buổi nó không cho chúng ta giữ kỹ như hồi xưa. Và cái tăng thân, tức là cái chúng sống chung mình cũng vậy. Không có giữ được như vậy.
Hồi xưa thì 1250 vị dường như là gần cả ngàn vị người ta giữ giới kỹ rồi. Thành ra cái trợ duyên đó rất là thù thắng, người ta mau đi tới quả là hán. Đó. Người ta sống một cái là trên Đức Phật là 1250 vị, rồi các vị tổ sau này 500-700 vị. Mà sống chung như vậy thì chúng ta thấy là giúp đỡ chúng ta đi tới đạo quả rất mau. Còn thời buổi này một cái tỉnh xá có 1-2 que thôi, có khi được 7-8 vị là khá lắm rồi, mà không thể sống chung được. À, rồi bỏ đi. À, mỗi người nó mỗi ý, cái hiểu biết nó không có giống nhau. Thì tất cả muốn sống chung là phải lấy giới lực làm thầy, ai cũng phải theo một cái giới lực đó hết, chứ còn phải nói tôi lớn là tôi muốn làm gì tôi làm, không có cái vụ đó được. À, mà theo giới lực thì nó nghịch với cái ý của mình. Hồi xưa người ta bỏ cái ý, bởi vì cái ý của mình là cái ngã. Mà nếu mà còn sống theo cái ngã của mình thì giáo hội là 3-4 vị cũng không thể sống chung được. Mỗi người có một cái hiểu biết riêng thì chết rồi. Tất cả hiểu biết này thì phải dùng vào giới lực. Nếu mình sai giới lực là mình phải bỏ cái biết của mình. Đó. Thì lấy giới lực làm thầy thôi. Đó, thành ra chúng ta thấy thời buổi bây giờ rất khó sống chung. Khó sống chung. Thành ra chúng ta phải trở lại cái quả nhập lưu. Đó, thành ra tôi muốn chư Phật tử phải để ý cái khó khăn và cái ngược. Cái ngược ngạo của chúng ta đó là cái mặt trăng thứ nhất. Là mặt trăng thiệt và cái hư vô vi tế. Chân như tịnh tức là mặt trăng thiệt. Nhưng mặt trăng thiệt này tôi xin thưa là do cái mặt trăng thiệt của võ trụ thì nó không phải một mà không phải khác. Dĩ nhiên nó chuyển biến chậm hơn rồi đấy. Nhưng mà nó cũng không khác mấy. Nó cũng là rực rỡ sáng soi chưa có mờ gì hết. Nhưng mà so với cái rực rỡ sáng soi của mặt trăng thiệt của võ trụ là nó tùy thuận với cái chuyển biến đứng lặng và chuyển biến sao động. Còn cái mặt trăng xuống này đó là nó chưa có tùy thuận. Nó hơi khác một chút. Mặt trăng của mặt trăng thứ nhất mà cái kiếm phần đó, tức là chân như tịnh đấy, thì nó chỉ là cái bản thể thôi. Còn cái chân như tịnh của võ trụ đó là cái diệu dụng. Với chân như tịnh kia nó bao trùm luôn cả chân như động, tức là chuyển biến đứng lặng và chuyển biến sao động. Còn cái này xuống đây nó chỉ có chân như tịnh thôi, tức là chỉ có cái bản thể thôi, chứ cái diệu dụng chưa có. Thành đã nói nó là một thứ không được, mà nói là khác không được. Chúng ta phải cố gắng nhìn cái chỗ đó. Rồi khi nó chuyển biến chậm thì là hư vô vi tế. Thì nó, chúng ta kêu nó là cái tướng phần của chân như tịnh. Dùng chữ tướng phần này thật ra nó rất là sai. Tướng phần này rồi chúng ta nghĩ qua cái tướng phần của sao động nữa thì chúng ta kẹt. Cái tướng phần của sao động với cái kiếm phần là không thể nhập một được. Còn ở đây nó nhập một. Nghĩa là cái mặt trăng thiệt với cái hư minh, hư vô vi tế này. Nó cứ như con thoi vậy. Đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Nó chuyển biến rất là thần tốc. Mà bây giờ dùng cái gì bây giờ? Nếu dùng nó là tướng phần và chân như tịnh, mặt trăng thiệt là kiến phần, thì chúng ta tưởng đâu hai cái này là hai cái khác. Còn nếu không khác chúng ta cho là một thứ thì cũng lại kẹt nữa. Thì cái chân như tịnh này đó là cái mặt trăng thiệt, nó là cái nhận thức, nó là một cái dùng hào quang chiếu soi và tự chiếu soi lấy nó. Còn cái hư vô vi tế này cũng là nhận thức, nó cũng chữ chiếu soi và tự chiếu soi lấy nó. Nó có thể chiếu soi được cái mặt trăng thiệt cũng tự chiếu soi được cái nó. Thành ra mới nói nó là nhập một. Còn bên sao động thì phải có một cái ngã, có một cái mắt tai mũi lưỡi làm cái mấu chốt, cái nối liền để làm cho cái tướng phần nó lớn hơn, rõ ràng hơn để mà nó đấm nhiễm nhau. Còn cái này không có vấn đề đấm nhiễm. Mặt trăng thiệt và mặt trăng ấy nó cứ chiếu soi vậy chứ nó không có đấm nhiễm. Vì cái nào nó cũng là tự nhận thức lấy. Thành ra chúng ta phải có một sự nghiền ngẫm, suy gẫm cho sâu xa. Chứ còn lời giải tôi không giải thích được hết. Bởi vì nó không phải là thế giới của tư tưởng. Thành ra khi dùng chữ tướng phần để chúng ta chụp mũ là cái tướng phần đó phải là cái tướng phần của kiến phần. Nhưng hãy kiến phần này mất thì cái kiến phần cũng mất theo. Mà ác nghiệp thai cái này vĩnh viễn như vậy, không có cái nào mất hết á. Nó cứ chiếu soi như vậy, không có cái nào mất hết. Vì cái nào cũng là nhận thức hết. Chúng ta phải hiểu như vậy, nó hơi khó hiểu. Nó không có một cái gì ở giữa để làm trung gian, không có. Mà cái mặt căn thiệt cũng vô lượng vô biên, mà cái hư vô vi tế này cũng vô lượng vô biên. Nó chỉ khác nhau ở cái tần số, cái cấp bậc thôi, cái đẳng thôi.
đẳng là cái cấp bậc đó. Thì chúng ta phải nghĩ rằng chỉ có một cái là chân như tịnh thật sự thôi. Rồi chân như tịnh nó chiếu qua đây là hư vô vi tế, rồi nó trở lại chân như tịnh rực rỡ, rồi nó xuống cấp, mà xuống cấp cũng ngay tại đó chứ không ở đâu hết. Thành ra ba cái này thì nó là một cái thực thể thôi, nhưng mà nó sáng, rồi nó mờ, rồi nó chập chờn, rồi nó hiện hình. Hiện hình rồi nó chập chờn, rồi nó mờ, rồi nó sáng hoàn toàn. Chúng ta phải nghiền ngẫm và ngồi thiền lâu, rồi một lúc nào thanh tịnh chúng ta chợt thấy, chúng ta chợt hiểu. Chỉ có thế thôi. Còn chợt hiểu rồi chúng ta đã giải thích, là chúng ta giải thích người khác, người ta không hiểu được. Người khác cũng phải dọn sạch cỏ, sẵn sàng miếng đất chuẩn bị, thì chúng ta giảng người đó thầm hội được. Còn chưa chuẩn bị gì hết thì đành chịu thôi. Thành ra tôi mới đòi hỏi cho Phật tử đây hơi khó một chút, là qua bắt nhỏ mỗi người phải có thời gian nghiền ngẫm, tức là phải tập ngồi thiền về đêm thanh vắng, ít nhất cũng trên một tiếng đồng hồ, còn dưới là không xài được, không xài được. Và ít nhất chúng ta phải qua cái nhị thiền của tứ thiền, tức là tầm sát và qua cái hỷ. Hay nói cách khác là phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm và khỏi niệm Phật luôn thì mới xài được. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10 và niệm Phật khỏi đếm không xài được đâu. Cái thức chưa có trong sáng, còn chăn trâu còn tranh đấu với con trâu, người chăn trâu và con trâu còn tranh đấu với nhau kịch liệt. Chúng ta phải dùng chữ kịch liệt, tức là năm ăn năm thua đấy. Có lúc thì người chăn trâu thắng được 50%, có lúc thì bại hết 50-60%. Thì cái thế này là còn cái thế tranh đấu, là chúng ta không thể yên tĩnh để mà quán chiếu, để nhận lại cái chuyển biến đứng lặng. Chúng ta chỉ nhận được cái chuyển biến sao động thôi, mà sao động quá là không thể nhận được cái đứng lặng. Thành ra khi mà chúng ta đè nén nó duy tế, nó bớt sao động rồi, nhờ có thiện trí thức, nhờ có cái bánh vẽ, nhờ có bài kinh 66 này, thì chúng ta nhận được cái đứng lặng. Cái đứng lặng nó không khó mà cũng không dễ, mà nó đơn giản. Nó nghĩa là chúng ta đừng có chạy theo nữa, đừng có chạy theo cái sao động nữa, mà chúng ta cứ nhìn cái sao động, mà đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng cải sửa gì hết. Thì chính cái này là cái đứng lặng. Có thế thôi. Nó không có pháp môn, nó không có thầy, nó không có thời gian. Nó chỉ cần cũng như người coi tuồng hát vậy đó. Khi mà họ cười, họ khóc theo cái tuồng hát. Bây giờ họ biết rồi, họ không cười, không khóc nữa, nhưng mà vẫn nhìn tuồng hát. Mà đừng có phê phán, đừng có chỉ trích, đừng có cười, đừng có khóc theo cái tuồng hát. Thì như thế là tỉnh thức. Chỉ có vậy thôi. Rồi chúng ta đặt cái câu hỏi làm sao tỉnh thức, thì thế là chúng ta lọt vào cái thế tư tưởng khác. Cái thế tư tưởng khác. Giờ chúng ta chỉ dừng lại, nghĩa là nhìn mọi sự vật cũng như cái nhìn của sao động, nhưng mà chúng ta đừng chạy theo, tức là đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng có cười, đừng có khóc với cái tuần hát, mà chúng ta chỉ nhìn một cách tỉnh bơ thôi. Cái vui buồn trên tuần hát chúng ta phải luôn lưu ý thức rằng nó chỉ là cái giả tạo, nó là cái hoa đốm giữa hư không. Chúng ta phải biết nó là giấc chim bao, nó là cái tuần hát. Chỉ có vậy thôi. Mà nếu mà biết là tuồng hát thì chúng ta cười khóc ít lợi gì. Cái khổ cảnh ở trên cái bãi chiến trường đầy máu đó, chúng ta khóc thì cũng là tuồng hát thôi. Mà cái vinh quang tù thắng trên đó cũng là cái tuồng hát thôi. Chỉ như vậy gọi là đứng lặng. Thì chúng ta chỉ có dừng lại thôi. Thì cái dừng này không có khó, mà cũng chẳng phải dễ. Nó vượt khỏi cái vấn đề khó dễ. Mà chúng ta nhìn thấy mọi cái chuyển biến như là mọi sự chuyển biến. Nhưng mà được vậy thì mới là mặt trăng thứ ba thôi đó. Nghĩa là chỉ nhìn được cái sắc quẩn thôi, cái thô tháo thôi. Nghĩa là chưa có cái biết. Còn đi tới cái biết mà cảm giác, tức là cái biết mà chưa phân biệt, thì cái này cũng còn dễ đấy. Còn đi tới cái tư tưởng là cái biết mà có phân biệt, thì cái này không còn lạc thọ khổ thọ nữa. Nhưng mà thật sự nó là một cái lạc thọ khổ thọ rất là di tế. Do cái di tế mà chúng ta chết, nó đè nén đến đổi là nó bất lạc, bất khổ. Thì cái này phải A-la-hán mới làm nổi. Đó là tất cả ý nghĩa của tôi xin trình bày đó. Rồi chư Phật tử sẽ trả lời câu hỏi số 1. Đây là tôi bổ túc thêm. Chứ đúng ra thì tôi muốn làm cái bản lâu rồi, nhưng mà ở đây tôi làm không được.
đứng thấy trụ trì rồi mới viết đâu 15 20 phút suy nghĩ thì có người ta lại có chính chuyện có bạch này bạch cái kia thì tôi đứt đoạn, tôi không thể làm các bạn được. 3-4 tuần lễ rồi tôi hẹn mãi mà tôi làm không được. Nhưng mà hôm rồi thì có ông Thiện Đức ổng làm. Thì tôi thấy ổng làm cũng sáng tỏ, ý tôi muốn làm vậy đâu mà tôi không trốn cảnh mà tôi làm được. Có thể tôi lánh ở đây tôi đi Đà Lạt chỗ nào thanh tịnh thì tôi có thể làm cái bản đó được. Còn ở đây là không có thời giờ mà tôi lại tối kỵ về đêm. Đêm tôi chỉ ngồi thiền này kia chứ tôi không có bật đèn mà tôi làm bài được. Đó, tôi sợ hư con mắt, tôi thì không có hợp bằng ánh đèn mà tôi hợp ánh mặt trời thôi. Đó, thành ra buổi sáng thì tôi từ sáng tôi đi bát về là mới ngồi 5-10 phút là có Phật tử bật này cái kia thì nó đứt đoạn. Vì cái viết này nó rất là khó. Tôi viết rồi tôi bỏ, tôi viết rồi tôi bỏ. Bởi vì cái trình bày có Bát Nhã mà lấy tư tưởng trình bày thì làm sao mà trình bày được. Đó, mà phải gượng gạo để trình bày để kêu Phật tử nắm cái ý mà quên đi cái giờ văn. Mà tôi thì cứ dứt lắc tôi rồi rất là dở. Hồi xưa giờ tôi không từng viết, tôi chỉ coi rồi tôi thâm thiền thôi. Hồi đi học thì có viết chút ít. Đó, cái đó là phải viết nhật ký cho giỏi thì dứt lắc mới được. Tôi là cái đó tôi rất dở. Thì tôi Phật tử thông cảm. Giờ chúng ta bắt đầu trả bài rồi hôm nay chúng nếu có thể hay là kỳ tới nữa hoặc kỳ này chúng ta có thể kết luận câu hỏi số 1 tức là xong rồi đấy. Thì nếu có cái mẫu của ông Thượng Đức đưa ra thì kỳ tới chúng ta sẽ có một số người đọc theo cái đó. Thì cái đó là tôi thấy nó là hiểu được cái ý của tôi rồi đấy, nắm vững rồi đấy. Thì cũng như có cái câu trả lời tập thể. Câu trả lời tập thể cái đó nghĩa là không có vượt câu trả lời đó được. Rồi chúng ta sẽ qua câu hỏi số 2. Bây giờ chúng ta tới 10 câu lận. Nếu mà chúng ta chậm trễ chắc cái bài Kinh 66 này phải 2 năm hoặc là 3 năm mới xong. Bởi vì một tháng có 4 ngày thôi. Thì bây giờ chư Phật tử cố gắng nha. Tôi nói trước là tôi biết, tôi cũng thông cảm chư Phật tử nên ta tôi không có siết lắm. Nhưng mà tôi biết có một số người cũng rất lỗ đảnh. Còn có một số người đầu tắt mặt tối. Nhưng mà cố gắng đến đây nghe. Thì cái đó tôi rất kính phục. Vì đây là cái huệ mạng của chúng ta. Dầu muốn dầu không chúng ta phải cố gắng. Thành ra tôi không có siết lắm, chỉ ở chư Phật tử có phát tâm thôi. Thì nhiều người rất là bận, không thể làm được. Nhưng mà tôi khuyên chư Phật tử cố gắng sắp xếp thời khắc biểu. Để rồi chúng ta một đêm cũng có một hoặc hai thời ngồi thiền mà nhớ nhớ phải trên một tiếng. Và làm sao đi qua nhị thiền, tức là niệm Phật khỏi đếm. Hoặc là theo hơi thở mà khỏi cần hơi thở nữa, hơi thở với mình là một. Thì cái nào cũng được hết. Thì cái nhất niệm này theo cái bài giảng của tôi và theo hướng dẫn của tôi chúng ta chỉ dừng lại là chúng ta thấy được cái sắc quẩn nó chập chờn nó sẽ là một sự chuyển biến hội tụ mà thôi. Nghĩa là chỉ có sự chuyển biến mà không có con người chuyển biến thì chúng ta sẽ đắc quả thánh đầu tiên là nhập lưu. Mà quả nhập lưu rất là quan trọng đấy. Trong kinh Nguyên Thủy đó mà tôi đọc trong bài kinh Pháp Cú nó có 4 câu như thế này. Tôi xin lặp lại, bữa nào chúng ta viết trên cái bảng để chúng ta treo ở đó. Là hơn thống lãnh cõi đất. Trong kinh Pháp Cú nha, một cái bài gì đó tôi nhớ. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời. Hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thì tôi đọc lại, có 4 câu thôi mà rất hay. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời. Hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Đó là của Đức Phật Thích Ca chúng ta trong bài Kinh Pháp Cú. Không biết bài số mấy tôi không nhớ. Tôi có phẩm gì tôi không nhớ. Thì hơn thống lãnh cõi đất, tức là hơn làm vua cõi đất này. Làm vua cũng không bằng quả nhập lưu. Hơn được sanh cõi trời, sanh vừa cõi trời dục giới, sắc giới vô sắc, cũng không bằng quả nhập lưu. Hơn chủ trì thế gian, làm chủ hết cả tam giới. Cũng không bằng cái quả nhập, quả dự lưu tối thắng. Thành ra Đức Phật đề cao cái quả nhập lưu vô cùng. Dự lưu cũng là nhập lưu đấy. Dự lưu, nhập lưu, thất lai, đều một thứ hết. Một thứ hết. Dự lưu tức là tham dự vào. Lưu là cái dòng thánh. Dự lưu là tham dự vào dòng thánh. Tức là từ đây vĩnh viễn không còn trở lại bốn đường ác đạo nữa. Tiến mãi cho đến quả là hán. Chứ không còn thối chuyển nữa. Thành là rất là quan trọng. Còn nhập lưu là nhập vào dòng thánh, lưu là cái dòng. Còn thất lai, thất là bảy, lai là trở lại. Tức là trở lại cõi trời dục giới bảy lần, rồi cũng phải đi đến quả A-la-hán. Thành là hơn thống lãnh cõi đất. Thống lãnh tức là cai trị đấy.
tức là làm vua của cõi trời, cõi người, hơn được sanh cõi trời. Hơn được cái sanh cõi trời, dục giới sắc, giới vô sắc cũng không bằng nhập lưu. Hơn chủ trì thế gian, ai chủ trì võ chủ. Cái thứ ba này là làm chủ được dục giới sắc, giới vô sắc, làm vua của ba cõi, cũng không bằng quả dự lưu tối thắng. Thì chúng ta nên nhớ câu này nữa, có ấy mình viết cái chữ này lên để dán ở đó, để chúng ta thấy là quả nhập lưu rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đắc được quả nhập lưu. Nó khó, nhưng mà nhờ có cái bánh vẽ, có người hướng dẫn, có kinh còn. Thì chúng ta chỉ có cái nhận thức là đảo lộn hết tất cả nhận thức từ xưa giờ của chúng ta. Rồi từ đó chúng ta đi vào mặt trăng thứ ba, rồi chúng ta sẽ tiến tới mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ nhất, rồi chúng ta xong cái vấn đề tu tập của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta phát nguyện về cực lạc thì chúng ta về khỏi Phật. Thì nếu nhập lưu này chúng ta sẽ về trung phẩm, trung phẩm tức là cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, chứ không phải phàm thánh đồng cư nữa, không phải phàm thánh đồng cư nữa. Còn nếu chúng ta ở lại cõi này thì chúng ta sanh về cõi trời dục giới phải 7 lần, cõi người cõi trời dục giới phải 7 lần. Mà cõi trời dục giới thì chúng ta thấy rằng có cõi có Phật pháp, có cõi không Phật pháp. Nhưng quả thánh nhập lưu luôn luôn sanh về cõi có Phật pháp, bị các ngài biết rồi, cái ngài hướng tâm về cõi có Phật pháp. Nhưng mà muốn tiến tới quả A-la-hán thì lâu, phải tới 7 lần. 7 lần. 7 lần có thể một kiếp, có thể hai kiếp, có thể cả trăm, cả ngàn kiếp. Còn nếu sanh về cõi Phật thì rất mau, mà không phải A-la-hán nữa, mà tiến tới quả Như Lai. Nhờ có cái hộ trì, cái tiếp dẫn, cái Phật lực của chư Như Lai. Đó là ý kiến của tôi. Bây giờ tới trả lời câu hỏi số 1 của chư Phật tử. Mơ Phật. Cái bài này kỳ tới chúng ta làm nha, mỗi người về làm á, lấy cái kinh nghiệm của người mấy người làm trước đó mình làm. Chứ tôi mỗi ngày tôi giảng mỗi sâu thêm đó, nhiều khía cạnh. Chứ còn giảng một khía cạnh cho tự nóng không được, phải giảng nhiều khía cạnh. Thì cái câu hỏi của ông Thiền Đức hôm rồi là nói rằng từ cái mặt trăng thứ nhất, vì cái đứng lặng nó khó đó, khó giảng là cái chỗ đứng lặng chúng ta cứ hiểu qua cái thế tư tưởng ngoài, qua cái sao động, lấy cái sao động mà chúng ta chụp mũ cái đứng lặng. Thành ra chúng ta khó hiểu cái đứng lặng. Đứng lặng đúng ra là không có giải thích, vì nó không nằm trên thế tư tưởng, không nằm trên thế đối đãi. Nó không phải là phải đối với quấy, không phải là tốt đối với xấu, không phải là dinh đối với nhục. Còn cái thế sao động của chúng ta là phải có đối đãi. Cái gì cũng có đối đãi hết đó. Chúng ta làm chuyện ở ngoài này cũng vậy, chúng ta ở bên mặt phải là có mặt trái, theo làm là phải có song đôi. Còn cái thấy đứng lặng là nó không nhận cái chữ đó được, bởi vì nó đúng thật ra là nó chưa có hình, chưa có tướng nữa. Nhưng mà chúng ta muốn giải thích thì chúng ta thấy rằng nếu chưa có hình, chưa có tướng, nó là cái thấy đứng lặng của tuyệt đối, tức là có chân không. Nhưng mà khi nó sao động rồi thì dường như có hình. Thành ra ở đây đó, cái đầu tiên tôi nói là cái mặt trăng thiệt, tức là chân như tịnh. Nó từ cái chân như tịnh của võ trụ, như nãy tôi nói chân như tịnh của võ trụ là cái diệu dụng, tức là nó không thể tách rời chân như động được, mà nó tùy thuận với chân như động. Mà chân như động đó là cái sao, cái đứng lặng sao động và đứng lặng chuyển biến, đứng lặng chuyển biến và chuyển biến đứng lặng và chuyển biến sao động, thì cái đó kêu là chân như động. Còn cái chân như tịnh đó của võ trụ là không thể tách rời được. Thành ra cái chuyển biến sao động và cái chuyển biến đứng lặng, thì cái chuyển biến sao động là một cái vọng, chuyển biến đứng lặng cũng là cái vọng. Nếu so với chân như tịnh, một cái vọng, thành ra có thể nói là cái chuyển biến mà đứng lặng không phải vọng mà không phải chân. Còn cái chuyển biến sao động là hoàn toàn vọng. Nhưng mà nếu đứng về phương diện võ trụ thì chuyển biến sao động và chuyển biến đứng lặng đều là chân. Hay nói đúng là cái diệu dụng của chân tâm. Thành ra giữa cái đại thừa với cái tiểu thừa nó có một sự mâu thuẫn rất lớn. Tiểu thừa thì các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau và bất tịnh. Còn đại thừa thì các pháp là thường, là lạc, là ngã, là tịnh.
thì cũng các pháp đó vẫn chuyển biến vô thường, vẫn chuyển biến vô ngã, vẫn khổ đau và vẫn bất tỉnh, mà cũng các pháp đó. Mà đại thừa thì nói là thường, nói là lạc. Khổ đau đó chính là lạc, khổ đau chính là vô giấy, bất tịnh đó chính là tịnh. Thành ra sự vật trên cuộc đời này tự thân nó không có vô thường hay thường gì hết, mà do cái nhìn của từng chúng sanh. Theo cái đạo Phật, theo cái tối thượng thừa là cái nhìn của mọi chúng sanh. Còn sự vật nó vẫn là sự vật, nó không có thường hay vô thường, không có lạc hay vô lạc, không có tịnh hay là bất tịnh, mà do cái nhìn như thế nào, do cái nhận thức của quan điểm như thế nào mà nó thành ra thường lạc ngã tịnh. Chư Phật tử phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra cái chân như tịnh của võ trụ đó, nó bao trùm cả cái chuyển biến đứng lặng và chuyển biến sao động. Mà chuyển biến đứng lặng và chuyển biến sao động đều là cái diệu dụng của chân tâm. Tức là nó không phải giọng nữa, mà cũng chẳng phải chân nữa, mà nó là cái diệu dụng của chân. Thành ra chư pháp đều là thực tướng, các pháp đều là niết bàn. Hay nói cho rõ hơn, các pháp là cái diệu dụng của niết bàn. Chỗ đó là cái chỗ khổ nhất, cái khó khăn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta còn lâu, chúng ta mới vượt tới cảnh thái đó. Thành ra mới kêu là cái bánh vẽ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cho rằng, chúng ta chưa đạt cái trạng thái Như Lai được. A-la-hán còn chưa đạt cái trạng thái đó được. Bồ-Tát cũng đang trên con đường đi đến trạng thái đó. Chỉ có Như Lai mới làm được cái đó thôi. Chúng ta phải hiểu cho rành. Để rồi chúng biết, chúng ta biết chỗ đứng của chúng ta ở đâu. Bây giờ chúng ta bất giác, chúng ta lọt xuống A-la-gia cá nhân. Thì cũng cái chân như tịnh đó. Nó xuống đây nhưng mà không còn như ở trên nữa. Bởi vì nó không có mang theo cái diệu dụng nữa. Cái kia là bản thể đi với cái tướng, thành ra nó là cái dự dụng. Còn ở đây có bản thể khô cằn, cái niết bàn tịch tịnh, nó không có cái dự dụng. Nhưng mà nó vẫn là bản thể. So với bản thể vô trụ thì nói một thứ là không được. Cái kia nó có cái tướng, nó có cái dự dụng, cái này chưa có dự dụng. Phải nói là chưa có chứ không phải nói là không có. Nếu không có A-la-hán làm sao thành Như Lai được. Nếu không có là vĩnh viễn là A-la-hán là A-la-hán. Nhưng mà nó chưa có, tức là A-la-hán không chịu phát Bồ Đề Tâm. Nếu chịu phát Bồ Đề Tâm thì một thời gian cũng thành Như Lai thôi. Thành đã nói là chưa có. Thì cái chân như tịnh này nó lại khác. Rồi từ chân như tịnh đó chúng ta mới thấy là nó chuyển biến chậm lại. Thì nó cũng là hào quang thôi. Mà hào quang kêu là hư vô vi tế. Là nó hơi mờ. Vi tế tức là rất nhỏ nhiệm. Thành ra nói nó là mặt trăng thiệt thì không đúng. Mà nói nó khác với mặt trăng thiệt cũng không đúng. Thành ra đây tôi mới nói nó không có vật lý sinh lý. Mà nó chỉ là nhận thức thôi. Đó, rồi nó đi xuống tới mặt trăng thứ hai. Là cũng chuyển biến chậm thôi. Thì nó hư vô vi tế này hồi nãy nó là cái tướng phần. Tướng phần là cái dùng danh từ tạm thôi nha. Chứ giờ không thể dùng gì được nữa. Nhưng mà đừng tưởng cái tướng phần là giống như tướng phần của bên sau động. Không bao giờ giống được. Bên sao động cái tướng phần có thể vật lý, sinh lý và tâm lý. Còn bên này tuyệt đối chỉ là nhận thức thôi, tức là tâm lý thôi. Bởi vì nó không có sao động, mà không sao động thì nó không có không gian. Mà không có không gian thì nó không thể là vật lý, sinh lý được. Chư Phật tử cố gắng nhớ cái chỗ đó. Nhớ lại chỗ đó của tôi. Mà nếu có không gian là có ngã. Ngã là một danh từ trá hình khác của không gian. Mà có ngã là có chướng ngại, mà có chướng ngại là có đau khổ. Còn cái thế giới này nói đau khổ không đúng, mà nói không đau khổ cũng chưa đúng. nó hơi khó, nhưng nó là cái pháp chấp mà. Nó thành ra nó xuống nữa thì cái tướng phần, chúng ta tạm kêu danh từ thôi nha. Tướng phần đối với cái chân như tịnh, cái mặt trăng thiệt đó. Bây giờ nó xuống cấp thì thành mặt trăng thứ hai, nó lại là kiến phần. Kiến phần cũng là danh từ tạm thôi nha. Thành ra có lúc nó là kiến, mà có lúc nó là tướng. Nhưng mà thật sự nó vẫn là nhận thức, vẫn là hào quang. Chứ nó không là gì hết. Thì bây giờ cái hư vô vi tế này nó xuống cấp. Thì nó xuống cấp nữa. Thì thành ra hư minh le lói chiếu soi. Hư minh le lói chiếu soi cũng là hào quang thôi. Nhưng mà không phải là mờ nữa. Mà nó mờ hơn nữa. Mờ hơn thì tất nhiên nó hiện hình. Mình nên nhớ tôi dùng chữ hình đây nhé. Không phải là cái hình đối với hình tướng bên sao động nha.
Cái khổ là chỗ đó. Chư Phật tử nghe hiện hình cái nói cái hình này, cái hình tướng bên sao động là một thứ hình thôi, không phải vậy. Cái hình tướng bên sao động là cái hình tướng có chướng ngại, cái hình tướng bên đây là cái hình tướng đứng lặng, là xuyên suốt. Nói chư Phật tử phải nắm được cái chỗ đó. Đó rồi, từ cái mặt trăng thứ hai, cái hư binh le lói chiếu soi bây giờ nó là cái tướng phần của cái hư vô vi tế. Khi nó xuống chuyển biến chậm nữa thì mặt trăng thứ ba chuyển biến chậm, nên nhớ là nó xuống cấp mà cũng ở tại đó nha, chứ không phải là nó có một cái khoảng khác. Bởi vì nó đã là vô lượng vô biên rồi thì mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cũng ở đó hết, cũng là vô lượng vô biên hết, nhưng mà khác ở cái chuyển biến chậm với nhanh thôi. Còn cái thế không gian thì khác đấy, nó tách rời là nó có một cái khoảng cách, còn cái này nó không có khoảng cách, nó chỉ có khe hở thôi, tức là chuyển biến chậm với nhanh thôi. Thành ra chư Phật tử phải làm sao nghiền ngẫm cái này để rồi thầm hỏi, chứ còn tôi không thể giảng khác được, tôi không có đủ cái lời lẽ, mà tôi không có đủ cái linh động và sinh động của một người giảng pháp như các vị thánh nhân được. Thành ra tôi cũng xin cái lỗi lầm tôi ở chỗ đó, nhưng mà tôi cố gắng thôi. Phải hiểu chỗ đó. Rồi tới cái mặt trăng thứ ba là từ cái hư minh le lói chiếu soi này nó xuống thành ở dung thông. Thì hư minh le lói chiếu soi của cái tướng phần của mặt trăng thứ hai bây giờ nó trở thành cái kiến phần của mặt trăng thứ ba. Nhưng mà cũng không phải một thứ, mà cũng không phải khác. Tất nhiên là cái kiến phần nó là cái nhận thức đấy, nhưng mà nó lại chuyển biến chậm hơn cái tướng phần của mặt trăng thứ hai. Đó, thì bây giờ nó chập chờn, chập chờn này nó xuống cấp hơn nữa, thì nó qua cái dung thông là nó hiện hình. Ở đây ông Thiện Đức